Một quỷ đỏ đang hồi sinh. Một Chelsea không muốn từ bỏ ngai vàng. Một pháo thủ không thể đổ của thành London. Và vua đấu cúp Liverpool với 18 lần vô địch quốc gia. Những ứng cử viên sáng giá khác cho chức vô địch cũng đều đang cho thấy bản lĩnh và tham vọng của mình. Những ngôi vương thì chỉ có một. Chiến thắng ngọt ngào hay cay đắng thất bại, hãy trổ tài dự đoán đội vô địch cùng với chúng tôi. Rất đơn giản, hãy soạn tin nhắn với cú pháp TB cách X cách Y gửi đến số 8570 để dự đoán đội vô địch giải đấu. Trong đó, X là mã đội bóng giờ chúng tôi cung cấp, Y là số người có cùng dự đoán. Hãy truy cập vào bongda.vn để biết thêm thông tin chi tiết về cơ hội sở hữu những phần quà cực kỳ có giá trị của công ty cổ phần nội thất hiện đại với thương hiệu Top Pro. Ví dụ, bạn dự đoán đội Manchester United vô địch và có 5.432 người có cùng dự đoán. Soạn TP cách MU cách 5432 và gửi đến 8570. Một giải nhất, một bộ sofa trị giá 89 triệu đồng. Một giải nhì, một bộ phòng tắm trị giá 33 triệu 900 nghìn đồng. Và một giải ba là một bộ bàn ăn trị giá 19 triệu 900 nghìn đồng. Chi tiết xin tham khảo tại www.toppro.vn. Top Pro, đỉnh cao phong cách.